sau này liệu bạn và họ còn nói lại duyên xưa. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên và trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Và vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Và sau đây là trải bài của các bạn. Lá bài đầu tiên các bạn có lá 5 gậy. Lá bài thứ hai các bạn có lá 9 ly. Và lá bài cuối cùng các bạn có lá 5 kiếm. Và lá bài đầu tiên đại diện cho cơ hội của bạn có thể kết nối lại với người này hay không. Ở đây chúng ta có lá 5 gậy. Ở đây có dấu hiệu là một trong hai bạn có thể thấy có rất nhiều người theo đuổi, và hình như là bạn cũng phải tranh thủ dành tình cảm từ những cái người này là đối thủ với mình. Tức là một trong hai bạn có nhiều người theo lắm, cho đó nó khiến cho tình yêu các bạn bị cuốn theo cái chuyện này, dẫn đến cái sự nản lòng về cái đối tác của bạn hoặc là bạn, khiến cho cả hai không được gần với nhau. Bởi vì trong một mối quan hệ á, mà khi một cái người mà họ trông đợi vào những cái mối quan hệ khác không có chú tâm vào mối quan hệ của mình thì nhất định nó sẽ không được định tâm. Định tâm tức là khi mình yêu ai, mình định tâm mình sẽ ở bên cạnh người đó, không suy nghĩ về người khác. Nhưng trong trường hợp các bạn, có một người trong hai bạn đang suy nghĩ với những người khác, do đó cái khúc mắc, cái xung đột nó diễn ra tại đây. Và cái việc này nó dẫn đến một cái số xung đột, những cái tranh cãi. Bởi vì những cái gì mà có thể vui vẻ ở bên ngoài có thể biến thành cuộc tranh cãi bùng nổ khi hai bạn trở nên căng thẳng trong mối quan hệ. Có khả năng cuộc tranh luận ở đây không có quá nghiêm trọng, nhưng mà các bạn thực sự lúc đó không có giữ được bình tĩnh, khiến cho mọi thứ vụt mất tầm tay của các bạn. May mắn lá bài này ra ngược, tức là một số vấn đề đã nảy sinh hồi xưa sẽ sớm được giải quyết và cơ hội sẽ diễn ra. Bởi vì đây là vũ trụ muốn cho các bạn phải rời khỏi cái sự xung đột, cái tranh cãi này càng nhanh càng tốt. Bởi vì cái xung đột nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của các bạn đến tận bây giờ luôn. Và chỉ khi nào các bạn không có giữ cái sự oán giận của mình về đối tác thì nhất định các bạn mới có cơ hội để cái quan hệ hợp tác trở lại. Và chỉ khi nào các bạn hiểu được rằng những cuộc trò chuyện mà xung đột, mà tranh cãi đúng sai chỉ khiến cho cả hai mất lòng tin về nhau mà thôi. Và các bạn phải nhớ rằng mỗi cá nhân là một cái cá thể riêng biệt, họ có những nhu cầu, những mong muốn khác biệt. Việc của chúng ta là chấp nhận họ và chấp nhận cái sự khác biệt đó, và cố gắng là mình cũng phải cố thể hiện bản thân mình một cách trung thực nhất với đối tác. Bởi vì cái gì mà giả dối, cái gì mà không thật, nó sẽ bị phơi bày. Mình sống đúng là mình biết yêu thương và biết đưa cái giá trị của mình ra thì nhất định tất cả những gì người ta sẽ hiểu sự thật con người bạn là ai. Những gì đã từng tranh luận sẽ có thể biến mất nếu như bạn đạt được sự trung thực và rõ ràng trong mối quan hệ này. Ở một số bạn có cảm giác như các bạn bị dồn nén cảm xúc của mình, nó khiến cho mình không có nói con người thật mình là ai á. Đó bài hy vọng là các bạn phải làm sao cho mình sống người thật của mình, chứ không phải nỗ lực làm người ta hài lòng rồi mình làm tổn hại tinh thần của chính mình. Ngoài ra mình nên tránh những cái xung đột và tranh luận, bởi vì đối đầu và tranh luận cuối cùng dẫn cho hai bạn xa nhau mà thôi. Lá bài thứ hai, lá 9 ly, là lá bài nói lên sự bạn phải đối mặt với những thách thức nào để có cơ hội kết nối lại với người này. Thật ra cái lá bài 9 ly này mà trong tình yêu thực sự, nó nói cái điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật. Và tốt nhất là bạn nên hướng về tương lai với lòng biết ơn nhất có thể. Bởi vì có rất nhiều điều để bạn phải ăn mừng cái chiến thắng này. Khi mà các bạn cảm thấy là mình tận hưởng là chính mình, sống với bản thân mình, sống đúng với trung thực với cảm xúc của chính mình, không lệ thuộc vào cảm xúc người khác, biết phát triển bản thân của mình, đây là lúc bạn nên tính toán và lập chiến lược lại cho các mục tiêu của các bạn. Mà thay vào đó các bạn sống phải vui vẻ, cái sự vui vẻ có thể thu hút cái người này trở lại với các bạn. Khi bạn thấy rằng cuộc sống này chính là tình yêu của bản thân, tình yêu với gia đình, tình yêu với vạn vật xung quanh,
thì bạn sẽ tỏ ra một cái sự vui vẻ và ngọt ngào nhất có thể. Cái thời điểm này là cái thời điểm có thể giúp cho bạn có một cách nói gần gũi hơn với đối tác mà bạn muốn kết nối lại với họ. Nếu như các bạn biết đấu tranh để tìm kiếm ra cái mục đích sống của mình, tìm lại niềm vui sau những mất mát, vượt qua những cái thử thách đó, sau khi nếm trải tất cả những điều khó khăn, tổn thương mà cuộc sống mang lại á, mà bạn biết bỏ, buông bỏ nó tất cả để lại sau lưng á, và thoải mái đi tìm kiếm cái gì cao hơn cuộc đời. Đây là lúc bạn phải nuông chiều bản thân của mình, biết mình là ai, biết mình có giá trị, bạn là một người rất quan trọng trong mối quan hệ này. Nếu như bạn cảm thấy mình hạnh phúc, mình là người giá trị, thì bạn mới không hút được người này trở lại. Đơn giản thách thức của bạn lúc này là gì? Đó chính là các bạn phải đừng có chỉ trích cái nội tâm của mình nữa. Bởi vì bạn phải tận hưởng nó. Bởi vì bạn là bạn, bạn không yêu bạn thì ai mà yêu bạn được. Hãy loại bỏ những cái sự bất an của bạn về ngoại hình, về những cái gì bạn không muốn mang theo. Hãy tự tin và lập kế hoạch cho chính bản thân của mình. Hãy tận hưởng cái niềm vui này. Phải tận hưởng cái sự hiện tại, yêu cái công việc bạn đang làm và biết đóng góp giá trị cho xã hội. Nhất định bạn sẽ có sự kết nối thực sự. Thông điệp của lá bài muốn bạn hiểu rằng mỗi ngày là một sự lựa chọn. Bạn lựa chọn với niềm đam mê sống hoặc là bạn sợ hãi cuộc sống. Tất cả đều do bạn lựa chọn hết. Bạn chỉ cần mạnh dạn và chủ động lựa chọn cho mình sống hạnh phúc là bạn sẽ hạnh phúc. Và lá bài kế tiếp là kết quả các bạn có nối lại duyên xưa hay không. Chúng ta có lá bài năm kiếm ra ngược. Thật ra lá bài ý nghĩa của năm kiếm nó là gì? Hai bạn hồi xưa đã cuốn vào những cuộc chiến mà không có lợi cho cả hai bên luôn. Mà hai bạn tranh cãi không biết gì cái điều gì. Bởi vì những gì mà bạn nói, bởi vì những gì đối tác nói, những cái bất bình rất là nhỏ, nó trở thành những cái khoảnh khắc rất là lớn khiến hai bạn chia tay. Có thể người này thắng, người kia thua. Nhưng mà cuối cùng người thắng, người thua thì tất cả hai bạn đều thua cuộc trong vấn đề này hết. Bây giờ các bạn hãy suy xét về những cái xung đột hồi xưa có đáng cho bạn như vậy không? Bởi vì nó là khiến cho bạn đau đớn và tổn hại như thế nào. Đến lúc các bạn bỏ đi rồi, ngay cả điều đó là mình có thất bại cũng không sao hết trơn. Hãy nhớ rằng không phải lúc nào cũng phải nói lời cuối cùng để chia tay với họ hết. Có lẽ sẽ yêu thương hơn với chính bạn và với họ nếu như các bạn biết chuyển sự chú ý của mình một cách tích cực nhất, để mình thấy được là cái trận chiến này không còn là cái trận chiến nữa, nó phải được kết thúc. Nhưng may mắn lá bài nó ra ngược thì chứng tỏ là bạn và họ đã có thể chấm dứt lại một cái xung đột trong mối quan hệ của mình rồi. Bây giờ là học cách thỏa hiệp với họ và vượt qua cái thử thách này. Bởi vì bạn có thể đang để cho mọi chuyện trôi qua để không còn vướng vào cái tranh luận đúng sai nữa. Khi bạn biết học cách giao tiếp với những lưu ý nhất với người này, hãy cố gắng tạo sự bình yên. Bởi vì chúng ta cần sự bình yên trong mối quan hệ, chứ không cần một cái gì đó giông bão. Người đàn ông và người phụ nữ đều cần một cái mái nhà bình yên, nơi mà họ muốn trở về, là cái người mà họ muốn gặp hàng ngày. Chứ mình khi mình cứ tranh cãi đúng sai, mình cứ phán xét, thì làm sao mình là cái nơi mà họ muốn trở về được các bạn. Nếu như các bạn muốn quay trở lại mà các bạn cứ sống như hồi trước giờ, bạn không có thay đổi gì hết, chắc chắn bạn sẽ phá hỏng tiến trình mà bạn muốn kết nối lại với người này. Nếu như các bạn không chịu thay đổi chính bản thân mình mà cứ quán trách họ, chắc chắn đây là cái dấu hiệu của sự đổ vỡ hoàn toàn trong giao tiếp, và chắc chắn mối quan hệ các bạn không bao giờ kết nối trở lại. Trừ khi các bạn chịu thay đổi mình và không còn quán giận nữa thì lá bài này mới ủng hộ cho hai bạn quay lại với nhau. Thật ra cái thời gian xưa có thể một trong hai bạn đã quá chỉ trích hoặc coi thường đối tác còn lại. Giờ đây là lúc các bạn có thể sẵn sàng để cho người đó có một cơ hội nữa. Bởi vì chỉ có lựa chọn quyết định họ có hoàn toàn phù hợp bạn hay không, chính bạn là người quyết định chứ không phải ai hết. Nhưng mà phải dẹp bỏ những cái sự coi thường, phán xét, gây khó khăn. Đây là cái cơ hội các bạn, thực sự là cơ hội thật sự. Nếu bạn không nắm bắt nó thì tất nhiên cái đối tác này phải đi ra đi, các bạn không có trở lại. Bạn cứ khăng khăng sống như cũ hồi xưa giờ, nhất định sẽ không bao giờ trở lại được với người này.
Bởi vì đâu có ai mà muốn ăn là cái món ăn cũ, đâu có ai mà muốn uống là cái bình rượu cũ đâu các bạn. Ai mà thích ở chung cái người phán xét, người gây khó khăn cho họ, không ai muốn hết. Bạn có muốn ở bên cạnh một người như vậy không? Và trường hợp ở đây chỉ dành cho những cái đối tác tiềm năng, những đối tác đàng hoàng mà bạn có thấy khả năng họ có thể thành chồng làm vợ các bạn được ha. Còn những đối tác mà họ ăn chơi xa đọ, họ không chung thủy, họ cờ bạc này kia thì đương nhiên phải cho đi các bạn, chứ ở lại làm gì. Cái sự lựa chọn mình là lựa chọn cái điều tốt nhất cho mình, chứ không phải lựa chọn cái điều xấu nhất để mình sống ăn hận và hối hận suốt cả cuộc đời nha các bạn. Và sau đây mình sẽ lấy một lá bài Oracle nói về cái thông điệp mà vũ trụ muốn gửi cho bạn là gì. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.